Chuẩn bị tuổi già. Hôm nay thứ năm, bạn đã từng nghe ai nói điều này chưa? Sống lâu là nỗi lo, còn sống quá lâu là rủi ro. Đúng vậy, nếu sống quá lâu thì ngoài cảnh cô đơn vì anh chị em bạn bè đã mất hết rồi, thì còn phải đối diện với gánh nặng tài chính tuổi già. Dù biết bé cậy cha, già nhờ con, nhưng nhỡ già con cậy thì sao? Hơn nữa, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vì thế, dù con cái có thành đạt thì cha mẹ vẫn chẳng muốn phải phụ thuộc tiền bạc vào con mình. Nhưng tiết kiệm bằng cách nào để chắc chắn có đủ tiền cho những năm tháng cuối đời? Tiết kiệm bằng cách nào để không phải rút tiền ra nếu cần chăm sóc sức khỏe? Tiết kiệm bằng cách nào để vẫn đạt được đủ số tiền mong muốn cho dù mất khả năng làm việc? Chỉ có bảo hiểm nhân thọ mới là phương cách tốt nhất để chuẩn bị cho tuổi già an nhàn và thanh thản.